nhập cảnh Mỹ thì các bạn cần phải chuẩn bị những câu hỏi nào để nhập cảnh, thì cần phải chuẩn bị những câu hỏi nào, những giấy tờ nào để nhập cảnh. Và đặc biệt là sẽ có nhiều người đi dự đám cưới, đi dự lễ tốt nghiệp, đi thăm họ hàng và họ không nói được tiếng Anh, thì làm sao để có thể nhập cảnh và giao tiếp được với nhân viên tại vị trí nhập cảnh. Thì đây là những cái câu hỏi mà mọi người cần phải chuẩn bị và cái phương án, cái cách để mọi người chuẩn bị trước cho an tâm hơn ha. Thì thứ nhất là họ sẽ hỏi, chắc chắn là họ sẽ hỏi những thông tin như thế này là bạn đi Mỹ chuyến này để làm gì? Ví dụ các bạn đi du lịch, các bạn đi dự lễ tốt nghiệp, đi dự lễ đám cưới thì các bạn sẽ đưa ra thông tin đó. Cái thứ hai là người ta họ sẽ hỏi các bạn ở bao lâu? 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 ngày, 2 tháng, 3 tháng và ngày mấy các bạn sẽ quay về. Mình sẽ để những cái câu tiếng Anh ở trên màn hình để cho mọi người xác định là cái cách người ta họ sẽ hỏi ha. Thì cái câu thứ hai rất là quan trọng, người ta cần biết được rằng các bạn ở bao lâu, ngày mấy quay về. Và các bạn sẽ nên nhớ được cái chính xác cái ngày mình sẽ quay về và chuẩn bị sẵn vé máy bay. Vé máy bay này có thể lưu trên điện thoại, không nhất thiết là phải in ra một tờ giấy A4 đâu. Các bạn có thể lưu trên điện thoại cũng được. Trong trường hợp người ta nói rằng là cho họ xem vé máy bay thì các bạn cứ mở điện thoại ra cho họ xem để họ thấy được rằng là mình có book vé máy bay quay về, vé máy bay khứ hồi. Câu thứ ba là người ta sẽ hỏi về công việc, là công việc của bạn làm tại Việt Nam là các bạn làm gì, vị trí gì, cho công ty nào. Thường thì sẽ hỏi ở mức độ như vậy thôi. Tuy nhiên thì sẽ có những trường hợp mà người ta sẽ đào sâu thêm, cái này là rất là ngẫu nhiên, hoặc là trong quá trình người ta xem hồ sơ của mình, hoặc là trên visa của mình. Mọi người nhớ là trên visa của mình nó sẽ có 1 sao 2 sao, đúng không? 1 sao 2 sao là điều có ý nghĩa đó. Thì trong trường hợp người ta họ sẽ hỏi thêm thì người ta họ sẽ đào sâu hơn, ví dụ như tại sao lần trước bạn lại đi Mỹ, bạn ở khu vực này mà đợt này bạn sẽ ở khu vực đó, hoặc là tại sao công ty lại cho bạn nghỉ một khoảng thời gian như vậy. Thực ra là để hiểu hơn về bạn và để xem cách bạn trả lời cái câu hỏi này như thế nào. Và một thông tin tiếp theo rất là quan trọng là người ta sẽ hỏi địa chỉ các bạn sẽ ở Mỹ. Có thể các bạn sẽ ở khách sạn, ở nhà người thân, hoặc là trong chuyến du lịch đó các bạn sẽ ở nhiều địa điểm khác nhau, thì các bạn chỉ cần đưa ra tượng trưng một địa điểm mà chắc chắn là các bạn sẽ ở, bao gồm là địa chỉ, số điện thoại của người liên hệ để sẵn sàng cho họ. Ok, cái vấn đề ở đây là nếu trong trường hợp bạn không nói được tiếng Anh thì như thế nào? Trong thực tế thì khi thật sự giữa hai bên không thể giao tiếp với nhau thì họ sẽ nhờ người mà đứng xếp hàng sau bạn hoặc là những người xung quanh nào đó có thể nói được tiếng Việt để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh giùm cho họ hỗ trợ. Hoặc là họ sẽ tìm nhân viên tại đó, những người mà có thể nói được tiếng Việt, nhưng mà mình thấy trường hợp này nó cũng ít, thỉnh thoảng thôi. Nên là tự bản thân mình phải cứu mình, tự thân vận động. Nên là cái mình đề nghị là các bạn hãy ghi sẵn thông tin trên tờ giấy, bao gồm địa chỉ các bạn sẽ ở Mỹ, số điện thoại người liên hệ, thời gian các bạn sẽ ở Mỹ, ngày mấy các bạn sẽ quay về, in ra sẵn vé máy bay các bạn bay về luôn, chuẩn bị sẵn. Trong trường hợp họ hỏi, các bạn có thể đưa thẳng lên cho họ và ghi một vài câu nếu các bạn không thể nói được tiếng Anh. Nếu mà các bạn có những câu hỏi khác hoặc là những lo lắng khác thì các bạn có thể comment hoặc là email cho team mình. Mình thấy cũng có rất là nhiều người ngại hỏi public, hỏi công cộng nên mọi người có thể email thì team mình sẽ dành thời gian để reply. Và mình hy vọng là team mình sẽ là đơn vị cung cấp thông tin chính xác về các thông tin về visa, quá trình xin visa, hoặc là những thông tin về khi các bạn đi du lịch tại Mỹ, thì rất là quan trọng để chúng ta chuẩn bị một cái chuẩn bị kiến thức đầy đủ trong tất cả các quy trình, thì điều này rất là quan trọng. Nên là hy vọng là bên mình có thể là một đơn vị mà các bạn có thể tin tưởng ha. Chúc mọi người may mắn.